Chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Game Cực Hay. Rất vui được gặp lại các bạn một lần nữa. Nếu các bạn là fan và đã nhấn nút đăng ký kênh của Game Cực Hay thì chắc hẳn các bạn cũng biết rằng bọn tôi thích Hellsacker và đúng tới cỡ nào. Còn nếu các bạn chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Game Cực Hay. Hey, tôi bị outro chán thật. Nhưng không sao, trở lại với câu chuyện. Nhiều bạn bảo rằng tôi bị nghiện Hellsacker. Nhưng không, tôi không bị nghiện Hellsacker. Tôi chỉ chèn hình Hellsacker ở tất cả mọi nơi thôi mà. Đó là phải là nghiện, đúng chứ? Và tôi cũng thấy một số người thắc mắc rằng liệu Hellsacker và Doom đánh nhau thì ai sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên với câu hỏi này thì tôi bỏ tay nhé. Bởi vì cãi về nó hay phân tích về nó chả khác nào cãi về việc Son Goku đánh nhau với Kroken thì ai sẽ là người thắng và ai sẽ là người mạnh hơn. Cũng giống như phân tích giữa Hentai và JV cái nào hay hơn. Có mà cãi nhau tới khi Chocho kết thúc vẫn chưa xong. Nhưng đừng lo, tôi đã có một giả thuyết cho các bạn rằng Hellsacker thực chất cũng chính là Doom Slayer và Doom Slayer cũng chính là Hellsacker. Như thế thì chúng ta không cần phải cãi nhau nữa. Nani? Ê, ông nào vừa bảo tôi xàm đấy. Để tôi chứng minh cho các bạn thấy hai người này thực chất là một. Và vẫn như mọi khi, vì đây là một câu giờ cho nên các bạn có thể bỏ qua nó. Còn bây giờ thì ok, let's go. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng so sánh một chút về ngoại hình của hai nhân vật này nhé. Cả hai người đều là người da trắng và thể hình khá lực lưỡng. Còn về khuôn mặt thì họ đều có một chiếc cằm vuông rất nam tính và một vết sẹo ở một bên mặt. Và nếu Doom Slayer đeo kính đen và đổi thành kiểu tóc thời thượng thì hai người này y hệt như hai giọt nước. Còn một chi tiết nhỏ nữa là việc Hellsacker liên tục đeo kính đen, có lẽ là để chống lại những tia bức xạ dưới địa ngục. Việc này cũng khá giống với thói quen đội mũ trong nhà của Doom Slayer. Tuy nhiên, sự tương đồng về ngoại hình chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong video ngày hôm nay mà thôi. Nếu chỉ như vậy mà kêu họ giống nhau thì có lẽ là video này xàm thật. Và các bạn đã thấy bao giờ tôi xàm chưa? Trừ cái video review xàm thì đúng là tôi xàm thật. Rất may là sự tương đồng của họ không dừng lại ở đó, mà còn ở nhiều chỗ sâu xa nữa cơ. Để tôi cho các bạn thấy. Đầu tiên phải kể đến nguồn gốc của Doom Slayer. Theo Tom Howe và John Romero, hai người đã tạo nên từ game Doom phiên bản đầu tiên, thì Doom Guy là cháu của cháu của cháu của Blazkowicz, chính là anh chàng điệp viên Mỹ gốc Ba Lan nổi tiếng trong dòng game Wolfenstein. Vì vậy cũng có thể nói rằng Doom Slayer có dòng máu Ba Lan trong người. Còn Hellsacker thì sao? Anh chàng Van Ripper, người tạo nên Hellsacker, cũng là người Ba Lan. Đấy, lại bảo là trùng hợp nữa đi. Ngoài ra, về tính cách, chúng ta có thể thấy được rằng Doom Slayer tuy vô cùng hung bạo, không nương tay với lũ quỷ, nhưng anh lại có một phần rất mềm mại và nhẹ nhàng khi anh có thú cưng là chú chó Daisy, hay việc được cộng đồng mạng gán ghép với Isabel. Hellsacker cũng vậy, anh rất mạnh tay, à mà không, phải nói là rất mạnh chân đối với những con quỷ xấu xí, còn lại thì hết mực dịu dàng đối với những em quỷ lang thang cơ nhở cần được làm bánh kép cho ăn. Dĩ nhiên, vẫn còn một vấn đề cần được giải thích là nếu Doom Slayer và Hellsacker là một người, vậy thì ai là người có trước? Ý tôi là ai là nhân cách được hình thành trước? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu biến đổi anh chàng này từ nhân vật này sang nhân vật kia? Và tôi cũng có giả thuyết về điều này. Thực chất, Hellsacker là phần tiền truyện của series Doom, cũng giống như Pacify là tiền truyện của Emily Wants to Play. Và đương nhiên là tôi cũng đã có một video phân tích về Pacify. Tin tôi, xem đi hay lắm. Trở lại với câu chuyện chúng ta. Anh chàng Hellsacker phận làm trai 12 bánh nước, bị dòng đời xô đẩy và cuối cùng trở thành Doom Slayer vô cùng khét tiếng. Còn chi tiết câu chuyện như thế nào, các bạn hãy nghe tôi kể nhé. Chúng ta thấy ở địa ngục trong tựa game Hellsacker, nắm giữ các vị trí quan trọng từ tiếp tân cho đến thẩm phán hay CEO đều là do những nữ quỷ đảm nhiệm. Trong khi đó thì các nam quỷ có cơ bắp cuồn cuộn, dáng vẻ hung ác khá tương đồng với những ác quỷ trong Dooms thì lại làm tay sai, quân lính. Điều này cho thấy rằng tại địa ngục trong giai đoạn xảy ra game Hellsacker đang ở chế độ mẫu hệ, nơi mà phụ nữ được coi trọng hơn đàn ông và nắm hầu hết quyền hành. Trái ngược với chế độ phụ hệ, hay nói một cách cực đoan hơn là trọng nam khinh nữ, đáng tiếc vẫn còn xảy ra nhiều nơi kể cả Việt Nam. Việc anh chàng Hellsacker xuống nơi này và một tay ôm hết tất cả những em từ loli cho đến bà già về nhà của mình thì địa ngục chắc chắn đã bị xáo trộn. Thậm chí ở địa ngục đã có thể xảy ra một sự thay đổi quyền lực khi mà giờ đây vị trí cầm quyền bị bỏ trống. Đây cũng có thể là lý do mà lũ quỷ có một sự căm thù pha lẫn sợ hãi đối với Hellsacker. Và sau này chính là Doom Slayer đến như vậy. Dù sao thì anh cũng chính là người bắt tất cả chịu huy của bọn nó để làm nô lệ cho mình cơ mà. Nó chính xác hơn là cưỡng hết gái của bọn nó.
Và trước khi kể về hành trình từ Helltracker trở thành Doom Slayer thì mình muốn nhắc các bạn một chút là nếu thấy video này thú vị, một lượt đăng ký kênh của bạn sẽ giúp cho bọn mình rất nhiều đấy. Hey, đúng là hôm nay tôi chơi chẽn thật. Ok, bây giờ trở lại với anh chàng nhân vật chính. Vậy câu chuyện hành trình từ Helltracker trở thành Doom Slayer đã diễn ra như thế nào? Đầu tiên, có lẽ anh chàng Helltracker đã sống ở một thời đại trong tương lai, khi mà con người đã có những công nghệ dịch chuyển tức thời hoặc có một công nghệ nào đó tương tự, nên anh chàng mới có thể xuống địa ngục tán gái. Tuy nhiên, lũ quỷ trong địa ngục lúc này có vẻ không hề có ý định xâm chiếm trái đất. Chúng chỉ bắt đầu kế hoạch trả thù sau khi thủ lĩnh của mình bị hốt hết bởi Helltracker mà thôi. Vậy còn Helltracker và cả dàn harem của mình thì sao? Cuối game Helltracker, nếu các bạn nghe theo lời của Beelzebub và đi vào cánh cổng màu tím thì các bạn sẽ có phần thưởng là Beelzebub sẽ gia nhập vào dàn harem của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến câu nói của Lucifer về Beelzebub. Cô ta cho biết rằng Beelzebub là loại quỷ nguy hiểm nhất và bà ta đang bị giam giữ ở một nơi gọi là The Abyss, hay từ tiếng Việt là vực sâu không đáy. Và làm thế nào mà bà ta có thể liên lạc với Helltracker thì chúng ta có thể đoán được qua cách unlock ending bí mật này. Người chơi sẽ phải thu thập đủ bộ 3 tấm bi đá, trên đó khắc những hình vẽ ngoằn ngoèo hướng dẫn cách thực hiện nghi thức mở phong ấn cho Beelzebub. Theo tôi, việc mở phong ấn này và bước vào cánh cổng đã được mở ra đã gián tiếp gây nên thảm họa. Đó chính là giải thoát cho những con quỷ khác cùng bị giam chung với Beelzebub. Chúng chính là những con quỷ đã tạo nên một quân đoàn địa ngục cực kỳ thiện chiến mà chúng ta phải đối mặt trong game Doom. Còn Helltracker và dàn harem của mình thì bằng một cách nào đó đã bị chia cắt. Những cô vợ của anh có lẽ bị giam giữ ở vực sâu không đáy thay cho những con quỷ vừa thoát ra. Còn Helltracker thì với sức mạnh của mình, anh vẫn có thể thoát ra khỏi đó. Sau đó anh nhận nuôi chú thỏ Daisy, gia nhập vào UAC và đến căn cứ trên sao hỏa, nơi có một công nghệ cổng dịch chuyển tức thời tiên tiến nhất, với hy vọng rằng tìm được đường trở lại vực sâu không đáy để cứu những cô vợ của mình. Sau đó câu chuyện diễn biến thế nào thì trong từ game Doom các bạn cũng đã biết rồi. Anh liên lạc đến hành tinh Agener của người Argenta, được huấn luyện để trở thành Night Sentinel, nhận được sức mạnh từ cỗ máy Divinity Machine và trở thành huyền thoại Doom Slayer. Cuộc chiến của anh ta lúc này không chỉ để chống lại lũ quỷ, cũng không chỉ để cứu trái đất mà còn để tìm lại những cô vợ quỷ của mình nữa. Và cuộc phiêu lưu của anh ta rất dài, dài đến nỗi nếu các bạn muốn biết chi tiết thì click vào đường link bên phải. Bởi vì tôi cũng đã có một video tóm tắt về hành trình của Doom Slayer với giọng đọc của anh Bắp. Và vẫn như mọi lần, tôi vẫn thúc các bạn bằng câu "Tin tôi, xem đi, hay lắm." Và dĩ nhiên tất cả những điều nói trên chỉ là suy diễn của một thằng nghiện Helltracker mà thôi. À, ý tôi không phải là nghiện, mà là suy diễn của một thằng thích Helltracker mà thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ rằng hai nhân vật này có mối quan hệ mật thiết với nhau hay không? Hay các bạn có cảm nhận gì về giả thuyết của tôi? Thì hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của các bạn nhé. Nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Game Cực Hay. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. We'll be right back.